Đây rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Ngày hôm nay thì tôi đã có một cái cây phôi lộc vừng này. Nó có một cái dáng văn nhân rất cao anh em ạ. Cây này thì nó có một cái bộ rễ nó nằm ở phía dưới đấy cơ. Tôi mới ươm ngập lên đây. Vừa em moi ra nó cũng nổ được cái rễ này ra. Cây này thì nó có một cái dáng rất đẹp. Cây này thì tôi cũng mới đào nó về được 2 tháng anh em ạ. Mầm nó mới ra. Đoạn bộ rễ phía dưới thì khỏe thôi. Cái này thì trước tiên là phải chọn cái mặt này là mặt chính này. Tôi thấy cái mặt này nó có chiều sâu này. Tôi tận dụng được khá nhiều cành trong tự nhiên này. Những cái cành này đẹp này. Mà cây văn nhân thì cành này là cành chủ đạo này. Chắc là trước tiên là ý của tôi là nếu một cái này mình táo bạo mà mình phế luôn xéo này xuống này. Chỉ lấy một cái tay này thì mình nuôi dài xuống dưới nó đẹp, nhưng mà trước hết thì tôi cứ phế một cái cành to đi đã, mà phế từ từ, phế cái thân to đi, để lại cái thân này, rồi sau mình cảm thấy nó không hợp lý thì lại phế tiếp. Bây giờ là các này anh em xem cho vui nhá. Cây để đúng như thế này anh em này, cái cành này ấy mà nó đi lên một đường thẳng này anh em này, mà mình trước đây tôi cắt ngắn ở đây này, giờ nó bật mầm cái mầm đây này, mà nó nằm ở điểm này thì đẹp này, là mình đưa luôn xuống đây, là mình thay thế cái cành này, mà bây giờ là cái đoạn này nó đơ quá anh em ạ, nó đơ quá chắc tôi cắt hạ đây để cho nó ra mầm, nếu mà nó không ra mầm thì mình vẫn dùng cái cành này, làm cái cành buông xuống cành chính đấy. Giờ ta phế đây đi luôn. Mấy cái cây nhỏ nhỏ này phải làm kỹ anh em ạ. Khúc đoạn này nó chỉ nằm khoảng 3 phân thì đẹp. Đây là khoảng 5 phân mất rồi. Thank you.
Đây là anh em, cơ bản tôi cũng đã định hình cho nó xong rồi. Thì cái cây này nó thế này anh em. Cái chạc này là nó là chạc 3, chạc 4 này anh em này. Rồi từ từ thì cũng có thể làm phế cái chi này anh em. Để nó bật những cái chi ở dưới đi ra. Các bạn đẹp điểm này thì mình cắt cái chi này đi. Giờ cắt đi cũng được anh em. Giờ cắt đi thì cây nó không được đẹp. Có thể là mình để mình chế tạm được. Còn cái điểm này, cái điểm này mà sau này nó ra một cái mầm ở cái điểm này thì mình sẽ thay thế cái cành này, thì mình phế cái cành này đi, phế cái cành này đi. Mình nuôi cái cành này mình đưa xuống nó đẹp hơn. Chơi cây thì phải từ từ chà mầm anh em ạ, bây giờ mình làm một lúc là không được. Để vân nhân rất duyên dáng. Video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh em nhé.